Xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Mua Bán Xe Cũ. Và hôm nay thì Mua Bán Xe Cũ sẽ mang đến cho anh chị và các bạn một chiếc xe cực kỳ đẹp, gầm cao 7 chỗ, hiện đang có mặt tại Vạn Lộc Auto, địa chỉ là số 19A Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Hà Nội. Anh chị và các bạn quan tâm mẫu xe này có thể liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ gửi thông tin chi tiết cũng như các hỗ trợ cho anh chị bạn nắm rõ về chiếc xe này. Chiếc Toyota Prado phiên bản VX, sản xuất là 2018, nhập khẩu nguyên chiếc. Xe đăng ký tên tư chiếc xe này thì là đăng ký tên công ty, có thể xuất ra hóa đơn ra cho cá nhân anh chị nhé. Các chi tiết về phần đầu xe thì có trang bị giải đèn LED định vị cũng như là rửa đèn pha, đèn sương mù dạng halogen, mâm đúc hợp kim đa chấu kép. Các chi tiết lốp nắp của chiếc xe còn rất là dày anh chị ạ. Xe chủ xe rất là giữ gìn nên các chi tiết về nội và ngoại thất của chiếc xe còn rất đẹp. Gương thì trang bị gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ cũng như là có trang bị cam 360. Đấy, các chi tiết sơn xi bạn chị và các bạn cùng em tham quan qua. Về đuôi xe thì xe có trang bị đèn được bố trí trông rất là hầm hố và nổi bật. Có trang bị các tính năng an toàn như camera lùi, bản đồ dẫn đường. Chủ xe cũng đã lắp thêm cam hành trình trước sau. Đây là cái không gian để đồ ở hàng ghế hạng cúp. Khi gập hàng ghế thứ ba xuống, nó sẽ tạo ra một cái không gian rất là rộng rãi để đồ, thoải mái cực kỳ luôn. Có cả chỉnh điện, gập ghế anh chị nhé. Đấy. Trang bị rất nhiều các tiện ích. Với dòng Toyota, đó là một dòng Việt dã rồi. Các bác nào mà đi trải nghiệm rồi chiếc xe này rồi thì cũng có thể là đã biết đến cái chất lượng, về độ bền bỉ cũng như là tiết kiệm nhiên liệu và xe cực kỳ giữ giá. Mọi chi tiết ghế da của chiếc xe được chủ xe rất là giữ gìn nên cái hàng ghế thứ hai, ghế da màu kem, chủ xe rất là giữ gìn đi ít, đâm ra cái phần da nó còn rất là sạch. Mọi chi tiết chủ xe đã dán kính màu rồi anh chị nhé. Mọi chi tiết keo chỉ, ốc ác đều nguyên bản. Các phím bấm còn rất là rõ nhé. Đây là những cái phần chỉnh gương đặt ở bên trong này, nó khác với các phiên bản khác. Vô lăng bọc da tích hợp phím điều chỉnh chức năng. Anh chị bạn thấy vô lăng còn nguyên sần nhé. Cũng như màn cụm đồng hồ trung tâm thể hiện thông tin thông số cũng như là màn hình giải trí. Đấy, anh chị bạn thấy. Rồi có các phím điều chỉnh audio, menu, điều hòa tự động. Xe cũng có trang bị làm mát ghế và làm sưởi ghế. Hộp lạnh đầy đủ anh chị ạ. Vô lăng tích hợp, đàm thoại rảnh tay. Rất nhiều các tính năng tích hợp ở trên chiếc xe này. Để biết rõ thì thông tin về chiếc xe thì anh chị bạn có thể liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ gửi thông tin hỗ trợ cho anh chị và các bạn. Và em xin tổng kết sơ qua cho anh chị và các bạn thông tin về chiếc xe này. Đó là chiếc Toyota Prado bản VX, sản xuất là 2018. Xe đứng tên công ty, có thể xuất hóa đơn cho anh chị và các bạn nào có nhu cầu. Vâng, vừa rồi thì em đã cập nhật thông tin chiếc xe này hiện đang giao bán với mức giá là 2.095.000.000, sẽ còn giảm và hỗ trợ cho anh chị và các bạn khi liên hệ trực tiếp hotline trên màn hình. Xe cũng có hỗ trợ trả góp cho các bác nào đang có nhu cầu mua trả góp. Để biết rõ thì hãy liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình nhé. Em có thể là gửi thông tin chi tiết và đầy đủ những cái thông tin mà anh chị và các bạn đang cần để anh chị và bạn có thể là tham khảo, kiểm tra. Xin cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm tới kênh Mua Bán Xe Cũ và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo của Mua Bán Xe Cũ. Rất mong nhận được sự ủng hộ bằng cách đăng ký kênh cũng như like bài viết, góp ý chia sẻ cho em ở phần bình luận để em có thể hoàn thiện hơn, mang đến những nội dung tốt nhất cho mọi người. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.